Holland cần làm gì để xứng với chiếc áo số 9 của Manchester United? Rasmus Holland vừa vượt mặt tân binh Joshua Zirkzee để sở hữu chiếc áo số 9 đáng mơ ước của Man United. Và giờ, anh cần phải cho thấy mình xứng đáng, hoặc ít nhất là đạt đến gần cấp độ mà nhiều cầu thủ vĩ đại đã từng mặc chiếc áo này trước đây. Số 9 mới của Manchester United. Holland vui mừng khoe áo số 9 mới được nhận. Mùa hè năm 2023, Holland gia nhập Manchester United với mức phí khổng lồ 72 triệu bảng. Anh được kỳ vọng sẽ là mũi nhọn trên hàng công để giúp Quỷ Đỏ tiến xa trên mọi đấu trường. Nhưng dù đã ghi 16 bàn trên mọi đấu trường, con số khá tốt đối với một tân binh, Holland chỉ có thể cùng Manchester United giành được chức vô địch FA Cup. Trên những đấu trường khác, Quỷ Đỏ đều gây thất vọng tràn trề. Họ chỉ có thể về đích ở vị trí thứ 8 tại Premier League, sớm dừng chân tại Champions League ngay từ vòng bảng và cũng nhanh chóng trở thành cựu vương tại League Cup. Bản thân Holland đã nhanh chóng tỏa sáng tại Champions League với 5 bàn chỉ sau 6 trận. Tuy nhiên phải đến Boxing Day, ngày tặng quà, tức ngày 26 tháng 12 năm 2023, anh mới có được bàn thắng đầu tiên ở Premier League. Bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 trước Aston Villa đã mở đầu cho chuỗi 7 bàn thắng trong 6 trận đấu sau đó của tiền đạo người Đan Mạch tại giải đấu hàng đầu nước Anh. Nhưng Holland chỉ có thêm 3 bàn nữa trong phần còn lại của mùa giải. Thậm chí, các đồng đội còn không muốn chuyền bóng cho anh trong khi tiền đạo này liên tục yêu cầu nhận được sự hỗ trợ tốt hơn. Sau khi mùa giải 2023-24 khép lại, nhiều người đã nói về việc Holland sẽ chuyển sang mặc áo số 9 sau khi Anthony Martial rời đi. Tiền đạo người Pháp cũng từng nhận được rất nhiều kỳ vọng và cho thấy tiềm năng rất lớn. Tuy nhiên rốt cuộc anh chỉ có thể rời đi trong thất vọng sau 9 năm vật vờ. Trên thực tế, cầu thủ cuối cùng xứng đáng với chiếc áo số 9 của Manchester United có lẽ là Zlatan Ibrahimovic. Tiền đạo người Thụy Điển đã ghi được 28 bàn thắng sau 46 trận vào mùa giải 2016-17. Và số 9 thành công nhất trong kỷ nguyên Premier League của Manchester United là Andy Cole với 121 bàn thắng từ năm 1995 đến năm 2001 trên mọi đấu trường. Trụ cột trên hàng công. Holland được kỳ vọng sẽ là trụ cột trên hàng công của Manchester United. Khi công bố Holland là số 9 mới của mình, Manchester United đã đưa một bức ảnh có chú thích là sẵn sàng dẫn đầu hàng công. Điều này ám chỉ rằng anh sẽ là cầu thủ chủ chốt trên hàng công trong mùa giải này. Tuy nhiên, vào cuối mùa giải trước và đặc biệt là ở trận chung kết FA Cup, huấn luyện viên Ten Hag đã sử dụng sơ đồ không tiền đạo để mang về thành công cho Quỷ Đỏ. Bản thân Holland chỉ được sử dụng như một cầu thủ dự bị vào cuối trận. Tân binh Joshua Zirkzee sẽ kế thừa số 11 của Holland và sẽ là người cạnh tranh trực tiếp xuất đá chính với tiền đạo người Đan Mạch. Cả hai sẽ phải nỗ lực hết mình để nhận được niềm tin của Ten Hag, người nổi tiếng tàn nhẫn với những người xuống phong độ. Tiền đạo đá chính của Manchester United sẽ cần phải có được sự kết hợp và liên kết tốt với các vệ tinh xung quanh gồm Marcus Rashford, Alejandro Garnacho và Bruno Fernandes. Sự ăn ý của hàng công sẽ là chìa khóa để Ten Hag đưa Man United trở lại sau một mùa giải 2023-24 thảm hại. Tại Premier League mùa trước, Manchester United là đội ghi được số bàn thắng thấp nhất khi tính đến các đội ở nửa trên của bảng xếp hạng. Họ có cùng số bàn thắng Crystal Palace, chỉ 57 bàn. Lý do chủ yếu là vì Marcus Rashford mất phong độ nghiêm trọng. Nên nhớ, mùa 2022-23, tiền đạo người Anh đã đạt được thành tích ghi bàn tốt nhất trong sự nghiệp là 30 bàn thắng trên mọi đấu trường. Nhưng ở mùa 2023-24, anh chỉ có thể ghi được 8 bàn. Áp lực khổng lồ. Áo số 9 sẽ là một áp lực khổng lồ với Holland. Bản thân Holland đã có mùa giải 2023-24 đầy nỗ lực và việc ghi được 16 bàn trong mùa đầu đến nước Anh không phải là quá tệ. Nhưng nó vẫn chưa đáp ứng được mong muốn của ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ của Man United. Chuyển đến Man United ở tuổi 20 chắc chắn là một thử thách lớn đối với Holland khi trước đó anh mới chỉ khoác áo Copenhagen, xung ra và cũng chỉ có một mùa giải với Atalanta, ghi được 10 bàn thắng sau 34 trận. Bản hồ sơ không mấy ấn tượng này khiến nhiều người khó hiểu khi Man United bỏ ra tới 72 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo người Đan Mạch. Nên nhớ trước đó,
Atalanta chỉ phải chi 15 triệu bảng để mua anh về từ Sungra. Huấn luyện viên Ten Hag đã liên tục khẳng định niềm tin của mình vào Højlund ở mùa giải trước. Ông nói, chúng tôi đã mua một cầu thủ cho mùa giải này nhưng cũng là cho tương lai. Højlund vẫn đang phát triển và tiến bộ. Cậu ấy cần thời gian. Và công bằng mà nói, Højlund đã phần nào đáp ứng được yêu cầu. Nếu không vì một vài chấn thương cản bước, thành tích của tiền đạo người Đan Mạch có lẽ còn ấn tượng hơn nữa. Nhưng áp lực ở mùa giải này sẽ còn lớn hơn nữa và chẳng có gì để bào chữa nếu Højlund không ghi ít nhất 20 bàn. Đặc biệt là khi anh vừa được trao cho chiếc áo số 9 huyền thoại,